Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laughter Z, mình là review. Và hôm nay là ngày 18/1, cũng là ngày kết thúc sự kiện CES 2021. Và ở những video trước bọn mình đã tổng hợp rất là nhiều những chiếc laptop gaming đến từ ASUS, hay là tổng hợp tất cả những chiếc laptop gaming đã ra mắt tại sự kiện CES 2021. Ở trong video này thì mình muốn tổng hợp cho anh em những cái mẫu máy theo mình đã đánh giá là những mẫu máy laptop gaming phổ thông đáng mong chờ nhất và nhiều anh em có thể dễ dàng tiếp cận nhất tại thời điểm năm 2021. Và anh em có băn khoăn những mẫu máy đó là gì hay không thì hãy cùng mình tìm hiểu và xem hết video ngày hôm nay nhé. Và nếu anh em đang muốn tham khảo những mẫu laptop gaming thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa Laptop Z với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu mẫu máy đầu tiên. Mẫu máy đầu tiên hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em sẽ là một mẫu máy theo mình là làm mưa làm gió tại thời điểm tiếp theo của năm 2021, là chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2021. Chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2021 này năm nay vẫn sẽ không có sự thay đổi nhiều về thiết kế từ bên ngoài, cân nặng hay là màu sắc. Ngoại trừ năm nay mặt nâng sẽ có một chút sự thay đổi trong thiết kế để anh em có thể phân biệt được đâu là chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2020 và phiên bản 2021. Cấu hình chiếc máy này sẽ sử dụng CPU AMD Ryzen thế hệ thứ 5 cùng với cả 6 nhân 12 luồng, xung đơn nhân tối đa là 4.2GHz. Cùng với cả đồ họa Nvidia mới nhất có thể là dòng 1650 hoặc đời mới hơn sử dụng kiến trúc Alpha của hãng. Acer sẽ cho thêm chúng ta những tùy chọn màn hình như là 2K 165Hz hoặc là Full HD 360Hz. Mức giá bán của sản phẩm này hiện tại vẫn chưa được tiết lộ tại vì là cả đồ họa Nvidia chưa sử dụng Ray Tracing cũng chưa có thực sự nhiều thông tin. Thế nên là mình nghĩ rằng Acer Nitro 5 vẫn sẽ là một dòng sản phẩm laptop gaming phổ thông và nhiều anh em hoàn toàn có thể tiếp cận được đến mẫu máy này. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu anh em một mẫu máy tiếp theo là chiếc Lenovo Legion 5 Pro. Nghe đã thấy hấp dẫn đúng không? Điểm đầu tiên sẽ là mình ấn tượng chiếc máy này sẽ là thiết kế sẽ một chút tự thay đổi thanh thoát hơn trong mặt lưng logo của máy. Điểm đặc biệt của chiếc máy này sẽ có thêm phiên bản màu trắng thay vì màu đen đơn điệu. Đây cũng là một chiếc laptop gaming 16 inch đầu tiên của Lenovo và màn hình của chiếc máy này sẽ có tỷ lệ 16:10 cùng option màn hình 2K 165Hz và độ sáng là 500 nit. Tất nhiên với một chiếc laptop gaming của năm 2021 thì chúng ta sẽ được trang bị những cấu hình mới nhất với CPU AMD Ryzen 5000 series cùng cả đồ họa RTX 3060 hoặc là 3070. Hiện tại thì mức giá bán của sản phẩm này cũng là một ẩn số tại vì là những phiên bản card đồ họa Nvidia không có Ray Tracing vẫn chưa có tiết lộ. Nhưng với mình nghĩ một chiếc Lenovo Legion 5 và thêm chiếc Pro thôi thì mức giá của sản phẩm này cũng sẽ tương đương với cả chiếc Legion 5 tại thời điểm hiện tại. Và hy vọng trong tương lai thì mình sẽ sớm trên tay chiếc máy này để gửi đến anh em những bài đánh giá video review chi tiết nhất nhé. To MSI 2021 Laptop Launch Event. I'm your host, Derek Chen. Mẫu máy thứ ba hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em là chiếc MSI GF65 đến từ nhà Rồng Đỏ. Mẫu máy MSI GF65 này sẽ hoàn toàn không có quá nhiều sự thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài. Bên ngoài của chiếc laptop này vẫn là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ, sở hữu tính di động cao cùng thiết kế thời trang. Bên trong chiếc máy này vẫn sẽ sử dụng CPU Intel thế hệ thứ 10. Cùng với đó là chiếc máy này sẽ có một điểm thay đổi đặc biệt duy nhất là chiếc máy này sẽ được update cấu hình lên cả đồ họa Nvidia mới nhất sử dụng RTX 3060, 3070 hoặc là những dòng cả đồ họa GTX không có Ray Tracing. Nhưng theo mình nghĩ là dòng MSI GF65 vẫn sẽ là một dòng sản phẩm laptop gaming phổ thông, vì vậy nên hãng sẽ có một mức giá hợp lý cho một chiếc laptop gaming có tính di động cao, tản nhiệt tốt, cấu hình thì tốt trong tầm tiền. Và anh em nghĩ sao về sản phẩm này thì có thể comment dưới phần bình luận ý kiến của anh em nhé. Cuối cùng là mẫu máy mà theo mình nghĩ là anh em sẽ quan tâm nhiều nhất và chính bản thân mình cũng rất háo hức với chiếc máy này là chiếc Asus TUF-F15. Chiếc Asus TUF-F15 này có một thiết kế hoàn toàn lột xác so với bản F15 trước đây. Chúng ta có một chiếc máy có triết lý thiết kế phẳng mang rất nhiều hơi hướng của những chiếc Zephyrus G14, G15.
Mặt lưng của chiếc máy này sẽ là một điểm mà anh em rất là quan tâm, tại vì là mặt lưng này nhìn rất đẹp với logo TOS được in chìm rất là to, rất là giống những chiếc Dell Alienware cao cấp hay là những chiếc điện thoại từ Oppo hay là Poco, họ cũng làm một cái triết lý thiết kế rất là giống. Chiếc TOS Dash M15 này cũng sẽ đi kèm với hai tùy chọn màu sắc là màu đen và màu trắng. Theo mình nghĩ màu đen sẽ bị thất sủng và màu trắng sẽ nhiều anh em quan tâm nhất, tại vì nó mang lại cái sự cao cấp và sự sang chảnh cho chiếc máy này. Chiếc laptop gaming này cũng là một trong những chiếc laptop gaming hiếm hoi sử dụng CPU Tiger Lake mới nhất của Intel với mã i5-11300H và i7-11750H cùng với cả RTX 3060 và 3070. Và cũng như những chiếc laptop mình vừa kể trên thì hiện tại vẫn chưa có chút thông tin gì với chiếc máy này sẽ sử dụng card đồ họa thấp hơn, vì hiện tại vẫn chỉ có RTX 3060 và 3070 thôi. Nhưng mà mình nghĩ là trong thời điểm tiếp theo thì TOS Dash M15 vẫn sẽ là dòng sản phẩm laptop gaming phổ thông sử dụng những card đồ họa GTX không có ray tracing để giúp cho anh em có mức giá dễ chịu nhất và dễ tiếp cận nhất. Hy vọng là trong một thời gian tới thì mình sẽ có trên tay sớm chiếc TOS Dash M15 này, tại vì anh em cũng rất là mong chờ như mình. Và anh em nghĩ sao về 4 chiếc laptop mình vừa kể trên? Đây là 4 chiếc laptop có mức giá phổ thông và rất là ưu đãi cho nhiều anh em, nhiều game thủ, nhiều người dùng có thể hoàn toàn dễ dàng tiếp cận tới. Và anh em hóng chờ chiếc máy nào nhất thì hãy để ý kiến anh em dưới phần comment nhé. Và bây giờ thì đó là tất cả những gì trong video ngày hôm nay, và đó cũng là những cái gì mình tổng hợp được tại sự kiện CES 2021. Và hy vọng trong những năm sau thì chúng ta có thêm những nhiều mẫu máy hấp dẫn hơn, thú vị hơn để chúng ta có thể tham khảo và có thể mong chờ được những cái công nghệ mà mới nhất tại thời điểm hiện tại nhé. Và nếu anh em đang muốn tham khảo những mẫu laptop thì có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Link sản phẩm và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và nếu anh em thấy những video này hữu ích, hãy like, subscribe, chia sẻ cho bọn mình. Và bây giờ thì xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ. Tạm biệt mọi người.